Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của T4VN. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng Graph của Zabbix. Vậy Graph là gì và tại sao chúng ta cần phải sử dụng Graph? Như các bạn cũng đã biết, monitoring về cơ bản là sẽ nhận rất nhiều các tín hiệu thay đổi cập nhật status hệ thống thông qua các giao thức như SNMP, Zabbix Agent, HTTPD, v.v. Với hàng ngàn, hàng triệu data như vậy được đổ về Zabbix để tiến hành phân tích, từ đó thiết lập nên các mốc giám sát cụ thể, thì việc nhìn số liệu bằng mắt thường sẽ dẫn đến rối mắt và dễ phân tâm cho quá trình phân tích số liệu của người dùng. Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn nếu lượng lớn các số liệu đó được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, cho cái nhìn trực quan dễ dàng hơn so với việc chỉ nhìn các con số. Khi đó, tính năng Graph xuất hiện. Graph còn được hiểu nôm na theo tiếng Việt là biểu đồ hoặc là đồ thị. Graph cho phép người quản trị nắm bắt nhanh luồng dữ liệu tương quan giữa các vấn đề, nhận biết các sự kiện bất thường cũng như có thể trình bày chính xác về thời điểm xảy ra và kết thúc của sự kiện. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách khởi tạo một vài đồ thị từ các item có sẵn. Mình đã chuẩn bị sẵn một list các item phục vụ cho việc giám sát Zabbix Server. Ta sẽ khởi tạo các đồ thị based trên các item này. Đây là các item phục vụ cho việc giám sát Zabbix Server trên chính cái host này ha. Để khởi tạo một đồ thị như mong muốn thì chúng ta cần một item tương tự để phục vụ cho việc giám sát đó. Ta vào tab Graph, rồi New ha. Ở đây chúng ta sẽ có các trường như là Name, Width, Height. Name chúng ta sẽ điền một ký tự bất kỳ mà chúng ta mong muốn. Ở đây mình sẽ đặt là Network Performance Graph. Với width là bề rộng của biểu đồ, ta có thể bấm vào review để xem ha. Width là bề rộng của biểu đồ, height là chiều cao của biểu đồ, còn được hiểu là chiều x và chiều y của biểu đồ đó. Một show legend ở đây được hiểu là chú thích và đơn vị của biểu đồ. Show working time ở đây là thời gian làm việc của hệ thống, nhưng mà thường thì system admin chúng ta là sẽ giám sát 24/7, cho nên thường là sẽ không cần phần này, không thiết lập phần này. Ở đây chúng ta sẽ add item mà mong muốn mà giám sát ha. Với cái name là Network Graph Performance thì mình sẽ tìm cái item liên quan về network card ha, card network, tức là card mạng đó. Mình sẽ lấy traffic in-out của cái card mạng đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có là item là interface ETH0, bit receive, bit và bit send. Ta sẽ lấy mẫu hai item này ha. Rồi select. Rồi ở đây tương ứng với mỗi item, ta sẽ có mỗi màu khác nhau, các function khác nhau và cái kiểu vẽ đường line khác nhau luôn. Như ở đây đang biểu diễn là Zabbix đang chọn sẵn cho chúng ta là bit receive it, là màu xanh lá cây. Ta có thể review ha. Đây, cái dòng ở chú thích ở dưới là legend đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử thay đổi cái bề rộng của biểu đồ ha. Đó, bề rộng sẽ phải kéo dài như thế này, cho nên chuẩn là 900 ha. Cần thì chúng ta có thể zoom in như mau. Đây là chiều rộng, chiều cao. Đây, chiều cao sau khi ta thay đổi thành 200, thành 500 thì cũng nhìn cũng khá là dị ha. Nhưng mà tùy vào cái kích cỡ màn hình, kích cỡ máy chiếu hay là
kích cỡ nào mà một system admin mong muốn. Ở đây chúng ta cũng sẽ có các trường như là show và show on và show off legend ha. Legend tức là đơn vị cũng như chú thích của biểu đồ. Show working time cũng vậy. Working time thì do là system admin chúng ta là giám sát hệ thống 24/7 cho nên không cần thiết lập cái phần working time đó. Trigger tương tự như vậy. Ta có thể thiết lập trigger ở đây thì sẽ có ngưỡng gọi là threshold nằm ngang, cái line nằm ngang đó. Khi mà chạm cái line đó thì sẽ kích hoạt điều kiện gì đó mà chúng ta mong muốn. Ở đây với mỗi đường biểu đồ thì Zabbix cung cấp cho chúng ta nhiều loại đường kẻ khác nhau, như là bold line tức là đường kẻ đậm á, dash line tức là cái đường gạch mà gạch theo dạng là thanh gạch ngang á, và dot line từng dấu chấm ha. Đây là dot line ha. Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ có nhiều cái gọi là fillet region khác nhau, hay vùng phủ, độ phủ của vùng. Rồi mình sẽ chọn cả hai line đều là gradient line hết ha. Đây là biểu đồ mà chúng ta sẽ có sau khi chúng ta khởi tạo ha. Đây là cột giá trị trái phải tùy theo chúng ta mong muốn. Giá trị của cục y đó. Rồi ta sẽ add mới ha. Ở đây chúng ta sẽ có thêm các type của wrap. Thì stacked ở đây là chồng hai cái giá trị lên nhau. Thì giá trị màu xanh của bit receive được hiểu là từ 0 cho tới 150. Và giá trị của bit send được hiểu là từ 150 cho tới 200, tức là khoảng 50 đó, chứ không phải là từ 0 lên tới 200 nha. Đó là đặc tính riêng của cái wrap type stacked. Ta có biểu đồ dạng P ở đây là dạng hình tròn và theo cắt theo khẩu phần tương ứng với lại các item. Thì biểu đồ P này thường dùng cho các thể loại phần trăm như là phần trăm disk, total disk và phần trăm disk đã sử dụng. Rồi mình add mới ha. Ta sẽ vào tab monitoring host. Chọn vào cái mục wrap ha. Rồi ở đây ta sẽ có một filter. Rồi ta sẽ chọn đúng cái wrap mà chúng ta mong muốn xem. Network wrap performance. Ở đây chúng ta sẽ có thể filter thêm thời gian nữa ha. Ta apply. Rồi đây là wrap mà sau khi chúng ta khởi tạo ha. Một wrap hoàn chỉnh. Ta có thể scale out, scale up thời gian mong muốn ha. Rồi, tiếp đến mình sẽ tạo thử một biểu đồ hình dạng P cho các bạn xem ha. P ở đây thì chúng ta có thể linh động là dùng cho CPU load hoặc là memory, phần trăm memory á. Như ở đây mình sẽ chọn hai giá trị là available memory in percent và available memory ha. Rồi, chọn sang biểu đồ dạng P. Paper memory in percent là màu đỏ, còn memory là màu xanh. Đặt tên cho nó là memory graph. Tương ứng với mỗi giá trị thì chúng ta sẽ có value tương ứng là 4.2GB và 54% ha. Hai giá trị này nó cũng không tương ứng với nhau lắm.
một cái là phần trăm, một cái là giá trị thực. Ta có thể chọn view 3D ở đây ha. Đổ khối, khi mà view 3D sẽ đổ khối. Mình sẽ chọn cái giá trị khác là xuyệt view space và xuyệt total space ha. Hai cái này sẽ hợp lý hơn, sẽ phù hợp với dạng P hơn. Đây, total space của mình là 4GB và usage space của mình là 1.3 mấy GB ha. Mình thử bỏ và thêm cái legend vào ha. Ở định dạng grab type explode thì cái phần tách rời, cái phần màu vàng sẽ tách rời hẳn ra so với vòng tròn luôn, chứ không còn nằm chung trong vòng tròn như là định dạng P ha. Mình sẽ chọn định dạng là explode luôn và đặt name là xuyệt space grab, rồi ta add mới ha. Rồi tương tự ta cũng sẽ vào monitoring host graph và filter cái graph mà chúng ta vừa khởi tạo, select. Đây là graph mà chúng ta vừa tạo ha. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về khái niệm đồ thị graph.